Xin chào các bạn. Ở video trước, chúng ta đã lắp ráp và in 3D ô tô robot. Và trong video này, chúng ta sẽ lập trình nó với circuit Python. Về cơ bản, chúng ta cần hiểu cách điều khiển 4 động cơ servo để tạo ra chuyển động cho robot. Chương trình mẫu này sẽ có một số chuyển động cơ bản. Bạn có thể tải nó tại trang hướng dẫn của Scitron. Bạn cũng có thể tạo ra nhiều chuyển động dựa vào sự sáng tạo của mình. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.